Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Thực hiện tái cơ cấu ngành chè theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự hài lòng cho nhân dân trên địa bàn. Trong phần tin quốc tế, Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng, Hàn Quốc phản ứng về sách trắng quốc phòng của Nhật Bản. Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc dùng biện pháp mạnh ngăn vụ điều tra luận tội. Tiếp tục các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019, hôm nay 27 tháng 9, tại khu sơ tán giả định, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức diễn tập các nội dung về phần cơ chế. Dự và chỉ đạo có các đồng chí Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo kiêm tham mưu trưởng diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 2. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 2. Tham gia diễn tập về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành cùng các đồng chí trong khung diễn tập. Tiếp tục nội dung diễn tập, hôm nay Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã tổ chức diễn tập giai đoạn 1 về vấn đề huấn luyện 2 và giai đoạn 2 chuẩn bị tác chiến phòng thủ, giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Tham gia diễn tập, các cơ quan đơn vị nằm trong khung diễn tập đã chuẩn bị chu đáo về nội dung, bảo đảm ngắn gọn, đúng thời gian, sát với tình hình thực tế. Đối với mỗi nội dung ở từng giai đoạn, lãnh đạo các sở, ban ngành đã thảo luận làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ được phân công, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến. Sáng mai 28 tháng 9 sẽ diễn ra nội dung diễn tập thực binh bắn đạn thật tại thao trường. Trồng chè và chăm sóc chè theo quy trình Việt Gáp, hữu cơ, đưa các giống chè đặc sản vào trồng. Các giải pháp này được tỉnh chú trọng trong thời gian qua nhằm tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn cho sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường tự nhiên. Hỗ trợ hệ thống nước tưới tự động, chuyển giao quy trình chăm sóc chè hữu cơ, hỗ trợ phân hữu cơ và chế phẩm sinh học làm tơi xốp đất. Đó là những mức hỗ trợ ban đầu cho các thành viên hợp tác xã chế biến chè Ngân Sơn, Trung Long, Sơn Dương. Các hộ thực hiện mô hình canh tác theo quy trình nông nghiệp hữu cơ, không sử dụng các chất hóa học, nâng cao chất lượng sản phẩm chè. Sản xuất cái chè hữu cơ này mang lại cái giá trị rất là cao so với cái sản phẩm chè thông thường. Hơn 50 hộ dân tại nhiều xã khác nhau như Phú Lâm, Mỹ Bằng, Kim Quan, huyện Yên Sơn, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đã liên kết trồng giống chè đặc sản Ngọc Thúy, chè Bát Tiên để cung cấp cho hợp tác xã Sử Anh. Liên kết không chỉ giúp những hộ trồng chè có đầu ra ổn định, mà còn đảm bảo để cùng tạo ra những sản phẩm sạch đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Quy trình chăm sóc thì cũng đã tuân thủ được cái quy trình Việt Gáp của chúng tôi, và chúng tôi cũng theo dõi cái quy trình này trên sổ sách và giám sát chặt chẽ đến từng hộ dân để chúng tôi có một cái sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Thực hiện tái cơ cấu ngành chè theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu, tỉnh Tuyên Quang có 12 sản phẩm chè đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, có tem truy xuất nguồn gốc, có 45 hecta chè được chứng nhận Việt Gáp. Hiện các giống chè đặc sản được các doanh nghiệp, người dân tiếp tục nhân rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Để từng bước nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững cho cây chè, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Chè Mỹ Lâm đưa dự án xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Sau 3 năm thực hiện, theo đánh giá đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Vườn chè sinh trưởng và phát triển đồng đều, chất lượng chè búp tươi tốt hơn so với cách thâm canh truyền thống, hạn chế ô nhiễm môi trường, giữ cân bằng sinh thái. Đó là đánh giá của chính các hộ dân tại xã Mỹ Bằng khi trực tiếp tham gia dự án sản xuất chè an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chúng tôi thấy đồng chè của chúng tôi phát triển rất là có hiệu quả. Thế như trước kia thì chúng tôi làm thì cây chè nó không được bền vững như bây giờ, nhưng mà cái thời gian mà chúng tôi được cái đầu tư đấy
thì chúng tôi chè của chúng tôi rất hiệu quả, năng suất trông lên rõ rệt và cây chè là nó phát triển rất là bền. Dự án sản xuất chè an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững được thực hiện từ năm 2017 với diện tích 30 ha và 49 hộ dân của xã Mỹ Bằng tham gia thực hiện. Theo đánh giá, năng suất chè tăng 4 tấn trên 1 ha so với cách thâm canh truyền thống, số lượng phun thuốc bảo vệ thực vật giảm. Thông qua dự án đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng chè, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao khả năng quản lý chất lượng chè an toàn của người dân trong sản xuất, tạo đầu ra ổn định để tiêu thụ sản phẩm, đồng thời mở rộng vùng sản xuất chè an toàn trên địa bàn cũng như xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp thu mua sản phẩm. Đối với chính quyền địa phương trong những thời gian tới thì chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân tiếp tục học tập và áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là qua áp dụng cái tiến bộ khoa học của đợt thực hiện cái mô hình này để nhân rộng ra toàn xã, làm sao mà để bà con nhân dân làm chè trên địa bàn toàn xã áp dụng cái mô hình để phát triển, nâng cao cái năng suất và chất lượng cho chè trên địa bàn xã để nâng cao cái thu nhập cho bà con nhân dân. Sau 3 năm thực hiện, dự án đã đem lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng một cách tốt hơn về nhu cầu sử dụng các sản phẩm nông nghiệp sạch, đặc biệt là đối với cây chè tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Qua đó giúp người nông dân tăng thu nhập, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, nông nghiệp, nông thôn. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua huyện Yên Sơn đã tập trung chỉ đạo thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực. Những nỗ lực đó đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự hài lòng cho nhân dân trên địa bàn. Tại bộ phận một cửa và một cửa liên thông của xã Kim Phú, trong quá trình tiếp nhận các hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, với những thủ tục đơn giản, xã hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại, bổ sung giấy tờ nhiều lần. Từ đầu năm đến nay, xã tiếp nhận và giải quyết trên 7.700 hồ sơ thủ tục hành chính, không có trường hợp nào trễ hẹn. Các cán bộ rất là nhiệt tình và làm các thủ tục rất là nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho tôi. Chúng tôi ngoài những cái công việc ra thì hiện nay cũng phải cập nhật thông tin, kiểm tra những các cái văn bản mới có pháp luật quy định, đảm bảo cho người dân làm việc nhanh và thông suốt hơn. Để công tác cải cách thủ tục hành chính thực sự đi vào chiều sâu, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thường xuyên rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, công khai niêm yết các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông huyện. Các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng gọn, đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo ba giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí. Cùng với đó, thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân. Kết quả, trong quý 3, huyện Yên Sơn đã giải quyết thủ tục hành chính trên 33.000 hồ sơ. Mỗi cán bộ cũng đều tạo điều kiện cho công dân là người lớn tuổi hoặc công dân ở những vùng sâu xa như Trung Minh, Hùng Lợi đi ra, tạo điều kiện có thể là làm để cho kịp thời gian và phù hợp với nhu cầu của mỗi người công dân. Trong thời gian tới, huyện Yên Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông gắn với rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Qua đó sẽ không ngừng cải cách, đổi mới để phục vụ tốt nhất cho người dân. Trong phần tiếp theo của chương trình, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, du lịch và việc làm, tương lai tươi sáng cho tất cả là chủ đề của Ngày Du lịch Thế giới 27 tháng 9 năm nay. Ngày 27 tháng 9, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Na Hàng tổ chức lễ meeting hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019. Tham gia lễ meeting, hơn 200 cán bộ, công nhân viên chức thuộc các cơ quan đơn vị, lực lượng đoàn viên thanh niên đã diễu hành, cổ động trên tuyến đường chính của thị trấn Na Hàng, tham gia vệ sinh môi trường tại khu vực quảng trường, phát túi thân thiện với môi trường tại khu vực chợ thị trấn Na Hàng. Qua lễ meeting, góp phần thiết thực nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế việc sử dụng túi ni lông, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường. Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo huyện Lâm Bình đã tổ chức thành công hội thi tuyên truyền về điển hình dân vận khéo lần thứ 2 năm 2019. Tại hội thi, 9 đội thi đã khéo léo sáng tạo lồng ghép các nội dung công tác dân vận qua hình thức sân khấu hóa. Hội thi là sân chơi bổ ích để đội ngũ cán bộ dân vận ở cơ sở có cơ hội được trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ làm công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tôi rất là vinh dự vì được tham gia hội thi này. Đây là một cái cơ hội để tôi có thể học hỏi thêm rất là nhiều kinh nghiệm ở các đội thi khác. Đồng thời cũng là một dịp để mình có thể giao lưu với mọi người. Mỗi câu chuyện trong phần thi tuyên truyền về điển hình dân vận khéo là một bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận. Thông qua hội thi đã góp phần khuyến khích tinh thần sáng tạo, sức lan tỏa sâu rộng về công tác dân vận trong tình hình mới. Các đảng bộ ở cơ sở và các đơn vị đấy đã chuẩn bị rất là chú đáo các nội dung cho cuộc thi, đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho đội thi công an huyện, hai giải nhì cho đội thi xã Hồng Quang, Lăng Can, đồng thời trao 3 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội thi có thành tích cao tại hội thi. Trong thời gian qua, việc thực hiện nghị quyết 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn huyện Sơn Dương đã nhận được sự quan tâm, đồng lòng, ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân. Trong đó có vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Được thành lập từ tháng 5 năm 2019, nhóm trẻ mầm non tư thục Sen Việt, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương là nhóm trẻ tư thục đầu tiên trên địa bàn xã. Cho con đi học sớm thì các con thì được giao tiếp này, bắt đầu là có những cái trải nghiệm mới. Thời gian qua thực hiện nghị quyết 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Sơn Dương đã tập trung tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân đưa con em dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn đi nhà trẻ, vận động xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập cho các trường mầm non. Đến tháng 9 năm 2019, tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ của huyện Sơn Dương đạt trên 29%, tăng 15% so với năm học trước. Thời gian tiếp theo thì huyện nói chung và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội nói riêng thì sẽ tiếp tục là tăng cường đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và nhân dân về nghị quyết 73, tăng cường cái sự phối hợp với lại chính quyền các xã thị trấn để mà nắm vững cái tình hình tỷ lệ huy động trẻ ở các điểm nhóm trẻ và tiếp tục là tuyên truyền vận động để mà xây dựng thêm các cái mô hình điểm nhóm trẻ gia đình, rồi nhóm trẻ tư thục để mà góp phần cho cái thực hiện thành công cái nghị quyết 13. Việc thực hiện nghị quyết 73 về huy động trẻ đi nhà trẻ đã được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Sơn Dương tích cực thực hiện, qua đó góp phần quan trọng nâng tỷ lệ trẻ được đi nhà trẻ trên địa bàn huyện. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh xã hội dài hạn. Nhờ tập trung triển khai hiệu quả hệ thống đại lý khai thác bảo hiểm xã hội trên địa bàn mà công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở huyện Sơn Dương đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Được cán bộ của Bưu điện huyện Sơn Dương tư vấn các lợi ích, quyền lợi, chị Phạm Thị Thúy, xã Tú Thịnh đã hiểu rõ hơn về những lợi ích mà bảo hiểm xã hội mang lại. Là lao động tự do, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ giúp chị yên tâm cho cuộc sống sau này khi hết độ tuổi lao động. Hiện Bưu điện huyện là một trong những đại lý của Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương khai thác hiệu quả đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Em thấy cái bảo hiểm tự nguyện này là rất hữu ích, giúp cho mình để đảm bảo được cuộc sống sau này khi về già. Mở rộng hệ thống đại lý khai thác bảo hiểm xã hội tự nguyện đến tất cả các xã thị trấn trên địa bàn là một trong những giải pháp hiệu quả mà Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương tập trung triển khai trong thời gian gần đây. Hết quý 2 năm 2019, khai thác được 491 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngoài cái hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện qua hệ thống bưu điện thì tháng 6 năm 2018 chúng tôi đã mở rộng thêm một mảng đại lý nữa, đó là đại lý tại ủy ban dân các xã, thị trấn. Do vậy mà nó tạo điều kiện cho đối tượng là tham gia một cách nhanh nhất cũng như là liên hệ tại nơi mình cư trú. Từ thực tế triển khai ở địa phương để thu hút hơn người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương tập trung đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người tham gia, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2021, toàn tỉnh có 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Dự kiến sang năm 2020, tất cả trẻ em đăng ký khai sinh trên cả nước sẽ được cấp mã số định danh. Dự án sẽ do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an triển khai khi hệ thống cơ sở dữ liệu trên toàn quốc hoàn thiện. Cha mẹ của trẻ khi hoàn tất điền thông tin qua phần mềm liên thông một cửa, cán bộ tư pháp sẽ kiểm tra và hỏi lại một lần nữa. Nếu không sửa đổi, dữ liệu được chuyển sang phần mềm của Bộ Tư pháp và Bộ Công an. Sau đó, hệ thống tự động của Bộ Công an sẽ cấp mã số định danh ngẫu nhiên về phần mềm đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân phường xã để cán bộ tư pháp hoàn thiện vào giấy khai sinh. Ước tính với mã số định danh cá nhân, người dân sẽ không phải khai nhiều lần các thông tin cơ bản của mình, không phải sao chụp, chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ công dân khi thực hiện khoảng 1.300 thủ tục hành chính. Điều này sẽ giúp tiết kiệm 1.600 tỷ đồng mỗi năm. Du lịch và việc làm, tương lai tươi sáng cho tất cả là chủ đề của Ngày Du lịch Thế giới 27 tháng 9 năm nay. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, du lịch có thể giúp chúng ta xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người. Trên khắp thế giới, du lịch đem lại nguồn việc làm hàng đầu, cung cấp nhiều triệu việc làm, thúc đẩy kinh tế phát triển cả ở cấp địa phương và quốc gia. Bà Sỉu đã làm nghề lái đò tại khu du lịch Tràng An, tỉnh Ninh Bình 10 năm nay. Cũng như những người lái đò khác, để làm nghề này, bà đã được Ban Quản lý Danh Thắng đào tạo để có 3 chứng chỉ là nghiệp vụ chở đò, cứu hộ cứu nạn và tập huấn học tiếng Anh giao tiếp với du khách. Công việc này đã giúp bà có mức thu nhập trung bình 4 triệu đồng trên một tháng. Trong khi đi chở đò thì chúng tôi cũng tự hào quê hương của chúng tôi giới thiệu cho khách những phong cảnh đẹp của mình, truyền thống cha ông. Từ khi du lịch phát triển ở địa phương này, hàng nghìn lao động đã có công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Ngoài lao động phổ thông, nhiều thanh niên trong tỉnh đã học tập trong lĩnh vực du lịch và trở về gắn bó với quê hương. Thì bản thân mỗi một người làm hướng dẫn tại khu du lịch sinh thái Tràng An, mọi người vẫn đang cố gắng nỗ lực phải nâng cao cái trình độ và cập nhật cái thông tin tiếp theo nữa để mong muốn rằng là mình sẽ giới thiệu cái hình ảnh của quê hương mình đến với du khách nhiều hơn và để lại ấn tượng của mảnh đất Tràng An với du khách nhiều hơn nữa. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, du lịch đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân bản địa. Từ việc gìn giữ những nét văn hóa riêng của các dân tộc, những năm qua, các tỉnh vùng cao Đông Bắc và Tây Bắc đã thực hiện nhiều giải pháp để phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho bà con dân tộc. Tỉnh Hà Giang đã ban hành cái nghị quyết về cái chính sách cho phát triển du lịch bền vững. Trên cơ sở cái nghị quyết đó, thì tỉnh Hà Giang đã giúp cho các cái hộ dân, rồi là các cái hộ nghèo được tiếp cận, đặc biệt là thông qua cái phát triển du lịch để có cái thêm thu nhập. Khai thác yếu tố văn hóa địa phương trở thành thế mạnh độc đáo của từng vùng miền. Thế và trong cái chiến lược phát triển này đề cao vai trò của người dân, khai thác cái yếu tố văn hóa của địa phương mình trở thành một cái nét đặc sắc riêng có, trở thành cái sự khác biệt để phát triển du lịch. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, mỗi năm toàn ngành cần khoảng 40.000 lao động. Đến năm 2020, cả nước cần trên 2 triệu lao động trực tiếp làm việc trong các cơ sở dịch vụ du lịch. Đó là chưa kể đến số lượng lớn lao động cung cấp cho loại hình dịch vụ du lịch tàu biển. Với sự tăng trưởng lượng khách trong nước và quốc tế liên tục, ngành du lịch Việt Nam đang thực hiện trách nhiệm xã hội toàn cầu, xây dựng một tương lai tươi sáng và bình đẳng cho tất cả, theo kêu gọi của Tổ chức Du lịch Thế giới. Nhật Bản ngày hôm nay đã công bố sách trắng quốc phòng của nước này. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã ra tuyên bố phản đối nội dung sách trắng quốc phòng mới nhất của Nhật Bản, nhận chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp hiện do Seoul kiểm soát và gọi là Dokdo, trong khi Tokyo gọi là Takeshima. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, chính phủ nước này phản đối mạnh mẽ việc Nhật Bản nhận chủ quyền đối với quần đảo trong sách trắng quốc phòng 2019 mà Tokyo công bố trước đó cùng ngày. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng tuyên bố chủ quyền này của Nhật Bản là bất hợp pháp và không giúp ích cho quan hệ song phương. Theo đó, Seoul hối thúc Tokyo ngay lập tức rút lại tuyên bố chủ quyền này. Kể từ năm 2005, Nhật Bản khẳng định chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp nói trên trong sách trắng quốc phòng công bố hàng năm. Cũng theo nguồn tin chính phủ và quốc phòng Nhật Bản cho biết, các cuộc thử nghiệm bổ sung tên lửa có thể tiêu tốn thêm ít nhất 500 triệu đô la Mỹ vào hóa đơn của Nhật Bản, chi cho hai hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo của Mỹ thiết kế, vốn có thể bắn hạ các loại tên lửa mới nhất của Triều Tiên.
Ngày 26 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Đảng Dân Chủ và người đã tiết lộ cuộc điện đàm giữa ông và người đồng cấp Ukraine về việc điều tra đối thủ Joe Biden trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang phải đối mặt với cuộc điều tra luận tội của Hạ viện Mỹ. Trả lời báo chí khi về tới Washington sau khi dự kỳ họp của Đại đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 74 ở New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích cuộc điều tra luận tội nhằm vào ông mà Đảng Dân Chủ phát động là một nỗi hổ thẹn và cần phải bị ngăn chặn. Ông nhấn mạnh cần có một biện pháp nhằm chấm dứt cuộc điều tra nhằm vào các cuộc đối thoại giữa ông và Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, có thể thông qua tòa án. Ông chủ Nhà Trắng còn cho rằng người tố giác về cuộc điện đàm giữa ông và người đồng cấp Ukraine gần giống như một gián điệp. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ công bố đơn khiếu nại của người tố giác Tổng thống Trump lên Tổng thanh tra Cộng đồng Tình báo Mỹ liên quan tới cuộc điện đàm giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine hồi tháng 7 vừa qua. Việc công bố bản ghi âm tóm tắt cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky được coi là thảm họa ngoại giao với Ukraine. Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, việc Nhà Trắng công bố bản ghi âm tóm tắt cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 25 tháng 9 vừa qua đã làm dấy lên một cuộc khủng hoảng chính trị trong nước. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nước này có thể thảo luận những vấn đề khác với Mỹ nếu thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc được thực thi đầy đủ. Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề kỳ họp lần thứ 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Mỹ, ông Rouhani nêu rõ, trước tiên, thỏa thuận hạt nhân nên được thực thi đầy đủ, nghĩa là Mỹ nên quay trở lại thỏa thuận và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, sau đó mới có thể thảo luận những vấn đề khác. Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh, nước Cộng hòa Hồi giáo muốn Washington xóa bỏ những điều kiện tiên quyết cho cuộc đàm phán với Tehran, trong đó có chính sách gây sức ép tối đa đối với Iran, trước khi bất cứ cuộc thương lượng nào có thể được diễn ra. Ông Rouhani tuyên bố năng lực tên lửa của Iran là không thể đàm phán. Liên quan đến các cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công các cơ sở lọc dầu trọng yếu của Ả Rập Xê Út hôm 14 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Rouhani khẳng định nước này không dính líu tới vụ việc, do đó không cần phải cung cấp bằng chứng. Ngày 26 tháng 9, chính phủ Pháp đã công bố dự thảo ngân sách năm 2020, trong đó bao gồm kế hoạch cắt giảm hơn 9 tỷ euro, khoảng 10 tỷ đô la Mỹ tiền thuế cho các hộ gia đình. Quyết định trên được đưa ra nhằm đáp ứng yêu cầu của phong trào biểu tình áo vàng, đồng thời vẫn tuân thủ quy định về thâm hụt ngân sách của Liên minh châu Âu. Bản dự thảo trên bao gồm việc cắt giảm thuế 9,3 tỷ euro cho các hộ gia đình, trong đó có 5 tỷ euro cắt giảm thuế cho khoảng 12 triệu hộ gia đình vốn đã được Tổng thống Emmanuel Macron cam kết nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình. Dự thảo ngân sách còn cắt giảm 1 tỷ euro cho các doanh nghiệp với mức thuế giảm theo lộ trình từ 33,3% xuống còn 25% trong vòng 5 năm. Nhà sản xuất thiết bị viễn thông di động Ericsson cho biết doanh thu quý 3 năm 2019 của họ dự kiến sẽ giảm khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ do phải nộp phạt sau khi chính phủ Mỹ kết thúc các cuộc điều tra kéo dài về những cáo buộc tham nhũng trong quá khứ của công ty này. Theo đó, Ủy ban chứng khoán và Hội đoàn Mỹ cùng Bộ Tư pháp nước này đã tiến hành các cuộc điều tra tương ứng từ năm 2013 và 2015 về việc Ericsson có tuân thủ đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ hay không. Các cuộc điều tra kết thúc vào quý 1 năm 2017 cho thấy Ericsson đã có những vi phạm về quy tắc đạo đức kinh doanh và đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài. Giám đốc điều hành, ông Encon của Ericsson nói rằng mặc dù các biện pháp trừng phạt tài chính mà công ty phải đối mặt là khá nghiêm trọng, nhưng đây cũng là một bước quan trọng để Ericsson khép lại những vấn đề này với chính phủ Mỹ. Những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối thứ 6 ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Tiếp ngay sau chương trình sẽ là những thông tin về thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt. Bản tin dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2019. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 75 đến 85%. Khu vực vùng núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 75 đến 85%. Khu vực thành phố Tuyên Quang mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 75 đến 85%.